Hi guys, welcome back to our channel. Here we are again to study student book Radon, Unit Hello, Lesson 3. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là sách Radon. Bài 3, Unit 1, chủ đề Hello. Okay, now are you ready? Let's get started. Now look at this map. Can you guess what we are going to learn today? Can you guess? Yes, good job. This is family members, right? Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là nói về các thành viên trong gia đình. Okay, today we're going to talk about family members. Can you tell me who is the girl on the left? What's her name? Good job, everyone. Her name is Anna, and this is her family. We have here husband, wife, granddad, grandma, dad, mom, sister, brother, and uncle, son, daughter, cousin, right? Now, the first one, we have new words. Chúng ta sẽ có một số từ mới trước nhé. Now, let's see, we have husband, là chồng đúng không? Wife, là vợ. Granddad, or grandfather, có nghĩa là gì? Ông ngoại hoặc là ông nội. Grandma, or grandmother, có nghĩa là bà nội hoặc là bà ngoại. Grandparents là ông bà nội hoặc là ông bà ngoại. And remember, grandparents, there are two people, so remember to drop S in the end of this word. Okay? The next one we have, dad. Or father or daddy, có nghĩa là cha, ba, bố. Or mom, or mom, mother, mommy, mommy, có nghĩa là mẹ hoặc là má, okay. Or parents, parents, có nghĩa là ba mẹ. Remember, parents is the same grandparents. There are two people. Remember to put the letter S in the end of this word, okay. The next one we have, sister, chị gái hoặc là em gái. And we have brother, is a boy, anh trai hoặc là em trai. Okay, we have and, or we can say and, có nghĩa là dì, mợ, cô, thím. Uncle là chú, cậu, dượng. Okay, son là con trai, daughter là con gái, cousin là anh em họ. Okay, now the next one, number one, look at Anna family tree. Listen and repeat. Now, here, this is Anna's family tree. Now, listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái bức tranh gia đình của Anna theo hình cái cây, đúng không? Chúng ta sẽ nghe và nhắc lại nhé. Now, listen. Exercise 1, page 10. Husband, wife, granddad, grandma, grandparents, dad, mum, parents, aunt, uncle, son, daughter, cousin, boy or girl, sister, girl, brother, boy. Okay. Now, number two. Look at Anna's family tree. Complete the sentences with words from exercise one. Chúng ta sẽ nhìn vào cái cây gia đình của Anna, tức là cái bức tranh gia đình của Anna. Chúng ta sẽ hoàn tất những câu sau với những cái từ trong phần 1. Những cái từ trong phần 1 là những cái từ gì? Những cái từ trong phần 1 là những cái từ gì? Như là granddad, grandma, dad, mom, sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, cousin, right? Cousin. Okay, number one, Pop is Anna's granddad. Tức là sao? Pop chính là ông của Anna, đúng không? Here we have Pop là ông của Anna. Number two, Laura
Laura. Laura is Anna and, right? Laura is Anna's aunt. Tức là sao? Laura chính là dì của Anna hoặc là mợ của Anna, right? Number three. Nick is, who is Nick here? Nick is Anna's brother. Là Nick là em trai của Anna. Number four. Shoe. Here we have shoes is Anna's cousin. Shoe is Anna's cousin. Tức là sao? Shoe là chị em họ với Anna. Number five. Anna is Mary's. Mary là gì? Là mẹ của Anna đúng không? Anna is Mary's daughter. Anna là con gái của mẹ Mary, right? Number six. We had Laura and Alice. Laura and Alice. Laura là gì với Alice? Là vợ của Alice đúng không? We have here. Laura is Alice's wife. Laura là vợ của Alice, right? Number seven. Mary and Nick. Tức là sao? Nick và Mary là sao? Là mẹ con đúng không? Như vậy ta nói là sao? Mẹ Mary là mẹ của Nick đúng không? Here we say. So we can write. Mary is Nick's mom or mother. Okay, Mary is Nick's mom or mother. Mary is Nick's mom or Mary is Nick's mother. Mary là mẹ của Nick. Number seven, Helen and Anna. Helen here and Anna. Helen là gì của Anna nhỉ? Là bà của Anna đúng không? Như vậy we can write Helen is Anna's grandma. Or Helen is Anna's grandmother. Now number nine, Alice and Anna. Alice here, Anna. Anna và Alice có mối quan hệ gì nhỉ? Alice là chú của Anna đúng không? So we can write Alice is Anna's uncle. Right? Alice là chú của Anna. Number 10, we had Tom and Anna. Tom, who is Tom? Tom here. Tom chính là ba của Anna đúng không? So we can write Tom is Anna's dad or Tom is Anna's father. Tom là cha của Anna. Okay. Number 3, draw your family tree. Present your family to the class. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một bức tranh gia đình của bạn và sau đó mình sẽ trình bày cho cả lớp nhé. Mình sẽ làm tương tự như cái phần mình vừa học đây. Okay, ví dụ như là ông của bạn tên là gì, bà của bạn tên là gì, ba của bạn tên là gì, mẹ của bạn tên là gì, hay là dì của bạn tên là gì, chú của bạn tên là gì, anh chị của bạn tên là gì. For example, this is my family. My granddad is David and my grandma is Sarah. My mom is Lena and my dad is Tony. My aunt is Laura and my uncle is John. My brother is Jack and my younger sister is Jenny. Okay? Now the next one. Describing people là miêu tả người. Now, number one, look at the picture. Who's other girls? Listen and read the dialogue to find out. Find the words that contain blank consonants. Là chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh và chúng ta sẽ xem thử là những cô gái này là ai. Chúng ta sẽ nghe và đọc cái đoạn hội thoại để tìm ra thông tin. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm những cái từ mà nó có chứa tổ hợp phụ âm. Okay. Now listen together. Okay. Exercise 4. Page 11. Hi, Matt. How are you? Hi, Barry. I'm great, thanks. And you? Not bad. Hey, who's that girl over there? Who? The tall, thin one? No, that's my cousin Jessica, the short one. Oh, that's my friend Mary. Where's she from? Australia. She's Australian. How old is she? She's 11. Come on, let's go and say hello. Cool.
Okay, now, this is a dialogue between Barry and Nat. Đây là cuộc đối thoại giữa bạn Barry và bạn Nat. Okay, bạn Barry. Hi Nat, how are you? Chào Nat, bạn khỏe không? Bạn Nat nói lại nè. Nat, hi Barry, I'm great. Thanks, and you? Chào Barry, mình thì khỏe. Cảm ơn. Còn bạn thì sao? Barry, not bad. Hey, who's that girl over there? Not bad, tức là không có tệ, cũng bình thường, okay. Hey, who's that girl? Who's that girl over there? Bạn gái đằng kia là ai thế nhỉ? Bạn Nat, who? The tall thin one. The tall thin one. Ai cơ? Bạn mà cao, dáng người mảnh khảnh đó hả? Thằng Barry, no, that's my cousin Jessica. The short one. Không. Đó là em họ của mình hay là chị họ của mình tên là Jessica. Cái bạn mà thấp kìa. Okay, the short one, cái bạn mà thấp kìa. Thì bạn Nat trả lời sao? Oh, that's my friend Mary. À, đó là bạn của mình tên là Mary. Bạn Barry, where's she from? Bạn ấy, cậu ấy đến từ đâu? Hoặc là cô ấy đến từ đâu? Huh? Nat, Australia. She's Australian. Đến từ Úc. Cô ấy là người Úc. How old is she? Bạn ấy bao nhiêu tuổi? Cô ấy bao nhiêu tuổi? She's 11. Come on, let's go and say hello. Cô ấy 11 tuổi. Đi thôi, lại chào các bạn đó. Okay. Barry, cool. Tuyệt đó. Now here we have, who are the girls? Who are the girls? Những cô gái này là ai? Là, the girls are Jessica and Mary, right? Những bạn gái này tên là Jessica và bạn Mary. So, who is Jessica and who is Mary? Vậy bạn nào là bạn Jessica? Bạn nào là bạn Mary? Look at back our dialogue. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái đoạn hội thoại nhé. We have the tall thin one. This is a Jessica, right? And the short one is... And the short one, this is Mary, right? So, Jessica is... A tall, thin, and has blonde hair. This is Mary. She is short, right? And has long black hair, right? Here we have the adjective. Thin, young, short, tall, plump, old. The adjective we call physical appearance adjective. The adjective of physical appearance. Là những tính từ này, ta gọi là những tính từ chỉ vì vẻ bề ngoài. So we have thin, thin có nghĩa là người mảnh khảnh, young là tính từ trẻ, là thiếu niên, thanh niên, short, short là thấp, tall là tính từ cao, old có nghĩa là tính từ già, plump là tính từ bụ bẫm, phúng phính hoặc là người béo. We have tall is a positive of short. Thin is a positive of plump. Young is a positive of old. Tức là ta có gì? Tính từ cao thì trái nghĩa của nó sẽ là tính từ thấp. Thin là mảnh khảnh thì trái nghĩa của nó sẽ là plump, là bù bẩm, béo. Young là trẻ, old là già. Lưu ý nhé. The next one, find the words that contain blended consonants, là chúng ta tìm ra những cái từ mà nó có chứa cái gì? Tổ hợp phụ âm. Ta có gì? Blended consonant, tức là sự kết hợp nhiều phụ âm lại với nhau. Ok. Ở đây ta có từ gì nè? G, great, great. Ok. Great. We have girl, girl, girl. Ok, now the next one. Number 5, answer the questions, là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Here we have, how old? It means to ask for age. How old có nghĩa là để hỏi về tuổi. Where? Ask about place. Hỏi về địa điểm hay hỏi nơi chốn. Who? Ask about people, là hỏi về người. Right? Now number 1, who's a Barry's cousin? Who is Barry's cousin? Anh chị em họ của Barry là ai? That's my cousin, Jessica, right? Where is Mary from?
Mary thì đến từ đâu? How old is Mary? Now let's see. That's my friend Mary. Where's she from? She from Australia. She from Australia. She Australian, right? She 11. Cô ấy đến từ, cô ấy là đến từ Úc, cô ấy là người Úc, cô ấy 11 tuổi. So now we can have who is Barry's cousin? Là anh chị em họ với Barry là ai? Jessica, right? So Jessica is Barry's cousin. Jessica là anh chị em họ với Barry. Number two, where's a Mary from? Mary or she is from Australia. Mary is from Australia. She Australian, right? Mary thì đến từ Úc, cô ấy là người Úc. Number three, how old is Mary? She is 11 or Mary is 11, right? Mary 11 tuổi, hoặc là mình có thể nói là cô ấy 11 tuổi. Now the next one, vocabulary, phần từ vựng. Character adjectives, tính từ chỉ tính cách. We had just learned some adjectives to talk about physical appearance, and now we are going to learn about some character adjectives. Chúng ta đã vừa học một số tính từ nói về vẻ bề ngoài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học về những tính từ chỉ về tính cách nhé. Now, listen and repeat which words contain blended consonants. Chúng ta sẽ nghe và sau đó chúng ta sẽ nhắc lại và chúng ta xem thử là có những cái từ nào mà nó có chứa cái tổ hợp phụ âm. Ok, now listen. Exercise 6, page 11. One. Kind. Two. Funny. Three. Friendly. Four. Polite. Five. Clever. Yes, we have. Now we have new word. We have character adjectives, là các tính từ chỉ tính cách nhé. We have kind, là tốt bụng, tử tế, tính từ. Funny, là tính từ khôi hài. Friendly, là thân thiện. Polite, là tính từ lịch sự. Clever, là thông minh, right? Now, which words contain blended consonants? Những cái từ nào có chứa tổ hợp phụ âm? We have here kind. Kind. Là có n, d, kind. Kind. Right? N, d, right? Or friendly. Friend. Here, friendly. Or clever. 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 Right? Now the next one. North. Adjectives. In English, adjectives do not change in gender or in number. They go before a noun, but after the verb to be. Tức là tính từ. Trong tiếng Anh thì tính từ thì nó không đổi về giới tính hay là về số lượng. Nó chỉ đứng trước danh từ, nhưng mà lưu ý là nó sau động từ to be. For example, Anne is tall. Ta có tính từ ở đây là tall là tính từ đúng không? Thì tính từ sẽ đứng sau động từ to be. And is tall là tính từ sẽ đứng sau động từ to be. She's got a clever parrot. Cô ấy thì có một con vẹt thông minh. Thì ở đây ta có gì? Parrot là con vẹt. Như vậy là clever nó sẽ đứng trước danh từ parrot, right? Her parrot is clever. Clever nó đứng sau động từ to be. Lưu ý vị trí của tính từ nè. Tính từ thì sẽ là đứng trước danh từ và nó đứng sau động từ to be. Nhớ nhé. Ok. Now number 7. Number 7. Write the names of four of your family members. Ask and answer as in the example. Là chúng ta sẽ viết tên bốn thành viên trong gia đình của bạn. Sau đó chúng ta sẽ hỏi và trả lời như cái phần ví dụ. Như cái phần ví dụ là như đây. Ta có như hỏi như sao? Who's Pao? Pao là ai? He's my dad. Ông ấy là ba của mình. What is he like? Là ông ấy thì như thế nào? Tính cách như thế nào? Ok. Thì bạn B sẽ trả lời sao?
He's clever. Ba thì thông minh. Right? Thì mình viết tương tự ví dụ như là Who's Mary? Who's Mary? She's my sister. What's she like? What's she like? She's kind. Right? Mary là ai? Thì mình sẽ nói sao? Cô ấy là chị của mình. What's she like? Tức là cô ấy thì như thế nào? Tức là tính cách cô ấy thì như thế nào? She's kind. Cô ấy thì tốt bụng. Chị ấy thì tốt bụng. Ok. Mình làm tương tự nhé. Now the next one. Have you got affirmative là khẳng định. Negative là phủ định nhé. Rồi. The first one, affirmative. Affirmative. Là ở thể khẳng định. Khẳng định thì nó có gì nhỉ? Đối với chủ ngữ là I, you, we, they thì chúng ta sẽ là have got. Ok. He, she, is, has got. Đấy. Chủ ngữ là I, you, we, they thì sẽ là have got. Chủ ngữ là ngôi thứ ba số thì sẽ là has got. Right? And we have, this is the short form of have got. We have the got is the short form of have got. And here we have his got is the short form he has got. In the negative sentence, trong cái câu phủ định thì chúng ta chỉ việc we just only put not between have and got, right? Trong trường hợp phủ định thì chúng ta chỉ việc thêm not vào chính giữa have và got, right? So, for example, I, you, we, they have not got. He, she, it has not got. Mm-hmm. And we have haven't got is the short form of have not got. And hasn't got is the short form of has not got. Right? Từ have got nó có nghĩa tương đương như là have. Trong cái trường hợp là sở hữu nhé. Trong hình thức là sở hữu. Ví dụ như là, for example, I've got a dog. Or you can write, I have a dog. Tôi có một con chó. I haven't got a cat. Or I don't have a cat. Marina has got a cat. Marina has got a cat. So, have got is the same meaning with have in K form of possessive. Tức là từ have got nó có nghĩa tương đương như là have trong trường hợp là sở hữu nhé. Chỉ trong trường hợp sở hữu thôi nhé. Ok, now the next one. Number one, read the theory part, then look at the table below. Complete the in sentences as in the example. Là chúng ta sẽ đọc phần lý thuyết và sau đó chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng bên dưới. Chúng ta sẽ hoàn tất những cái câu sau đây như cái phần câu ví dụ. So, look at this picture we have. Here we have two people, Gary and Helen. And you see, here we have parrot, rabbit, goldfish, hamster, and frog. Now, we have this here means that Gary has hamster, goldfish, frog, and Helen has parrot, goldfish, rabbit. Right. Những cái tích này có nghĩa là sao? Tích này có nghĩa là Gary thì có con chuột nhà, có con cá vàng, có con ếch. Bạn Helen thì có con vạc, có con cá vàng và có con thỏ. Right. Gary have parrots or not? Don't have, right? So we can write Gary has not got a parrot. Or you can write Gary hasn't got a parrot. Là Gary không có con vạc. Number three, Gary and Harry are goldfish, right? Bạn Gary và bạn Harry thì có con cá vàng, right? So here we can write Gary and Helen have got a goldfish. Bạn Gary và bạn Helen thì có con cá vàng. Or we can write Gary and Helen have got a goldfish. Number four, Helen a rabbit. Helen has a rabbit or not? Yes, so we can write Helen has got a rabbit. Helen has got a rabbit. Or we can write Helen's got a rabbit. The got
is the short form of has got. Right? Number 5. Helen and a frog. Helen has a frog or not? No. So here we can write Helen has not got a frog. Or we can say Helen hasn't got a frog. Okay, number 6. Gary has a frog or not? Yes, have, right? So we can write Gary has got a frog. Harry's got a frog, right? Here we have new word. We have hamster là chuột đồng, parrot là con vạc, goldfish là cá vàng, rabbit là con thỏ, frog là con ếch. Now the next one. Note, we have apostrophe s is the short form of the third person singular he, she, is of the verb had got or be is. Ta có dấu phẩy và chữ s đó là dạng rút gọn của ngôi thứ ba suất cho các cái động từ have got hay là động từ to be is. Okay. Ví dụ ta có là he's got a cat, tức là he has got a cat. He's 11, it means he is 11. Number 2, correct the sentences as in the example. Là chúng ta sẽ chỉnh lại những câu sau như cái phần ví dụ. Number 1, Kelly has got a cat, a dog. No, Kelly hasn't got a cat. She got a dog. Không, Kelly thì không có con mèo. Cô ấy có con chó. Number 2, Joel has got a brother, a sister. So we can write, Joel hasn't got a brother, he's a god. A sister, he's a god. A sister, Joel thì không có anh, cậu ấy chỉ có chị thôi. Okay. Number 3, they have got a daughter, a son. No, they haven't got a daughter, they've got a son. Number 4, I have got a parrot, a frog. No, I haven't got a parrot, I've got a frog. Không, tôi không có con vàng, tôi chỉ có con ếch thôi. Number 3, rewrite the sentences as in the examples. Chúng ta sẽ viết lại những câu sau như phần ví dụ nhé. Number 1, we have pals from the UK. It's either the short form of the verb to be a, right? So we can write pal is from the UK. Trong trường hợp câu số 1 này, dấu mốc và chữ s này là dạng rút gọn của động từ to be nhé. Number 2, Steve's got a rabbit. Steve has got a rabbit. So we have apostrophe s here. Is it a short form of the verb have got? Trong cái trường hợp câu số 2 thì dấu mốc và chữ s này nó là dạng rút gọn của cái động từ has got. Ta phải có một con thỏ. Number 3, Mary's American. So we have apostrophe s here. It's a short form of the verb to be, right? So we can write Mary is American. Mary là người Mỹ. Trong trường hợp câu số 3 này thì cái dấu mốc và chữ s nó là dạng rút gọn của động từ to be. Okay, number 4, Tony's got a hamster. Here we have got, so this is the short form of the verb has got, right? Ở đây ta có nè, từ got như vậy, đây là dấu mốc và chữ s này là dạng rút gọn của động từ have got. Động từ has got, so we can write Tony has got a hamster. Tony has got a hamster, right? Number 5, Pop. Number 5, Bob's got a sister. Here we have got, so this is the short form of the verb has got. Trong câu số 5 này ta có từ got như vậy. Cái dấu mốc và chữ s này nó là dạng rút gọn của động từ has got. So we can write Bob has got a sister, right? Tóm lại là trong câu mình có cái từ got như vậy thì nó sẽ là dạng rút gọn của động từ has got. Nếu mà trong câu nó không có từ got thì nó là dạng rút gọn của động từ to be. Vậy thôi. Okay. Okay, we stop here. Thank you so much for your listening and see you next video. Bye.